đi đâu cũng xin được là người ta cứ cho miễn phí, cái gì cũng miễn phí rồi bớt giá. Còn mình đuổi mình đi hả? Không hề, người ta không có làm cái gì cho ưu đãi cho mình đâu. Nói chung là hai đứa nó không phải là con người. Nó như là